Xin chào tất cả anh em, chào anh em đến với kênh Trung Atomia mình ha. Thì lâu rồi mình không quay clip mà review cái hồ Atomia cho anh em xem. Thì hôm nay mình review cho anh em xem cái hồ của mình. Hồ này được tầm hơn 2 tuần ha, khoảng tầm 17-18 ngày đó. Thì những con bắt cặp và ôm trứng cũng có rồi này đó. Và con Atomia nó lớn lên cũng tương đối là đỏ rồi ha. Thì hôm nay mình quay mình review cho anh em xem này. Đây, hồ này thì mình nuôi chỉ có 2 muỗng sữa chua nha, đúng 2 muỗng sữa chua nha, mà muỗng vơi thôi, không phải là muỗng đầy lắm đó. Tỷ lệ sống là đạt thì khoảng 80-80%. Rồi mình quay cảnh cho anh em xem, rất là dài luôn ha, đó, rất là dài luôn, rất là dài và nhiều. Thì nuôi Atomia thì mỗi lần anh em châm muối châm đồ này kia, để mình xem nào, sau đây nè, đó. Mỗi lần nuôi thì nó khó khăn thôi, anh em cứ nuôi cho nó dài luôn được. Thì hiện tại thì mình chưa hút phân cặm, thì để mình hút phân cặm xong mình quay lại review cho anh em xem coi nó ok ha. Thì cái clip mà hướng dẫn cách mà chúng ta hút phân cặm sao cho nó hợp ok á, thì mình cũng có là làm một clip riêng cho nó rồi, anh em có thể tham khảo lại cái video cũ hơn của mình nha. Đây giờ mình sẽ sử dụng là bằng cái bình này nè, cái bình này ha, mình hút phân cặn này, nó để là không hao hụt thất thoát cái con Atomia, cho dù là con lớn hay con nhỏ ha. Chỉ đơn giản lắm, cho nên em bóp xong anh em đút sát, nhớ là đút sát là nhớ là chống thẳng xuống vậy ha, chống thẳng cái này xuống để cho nó khỏi bị lọt Atomia con hay Atomia lớn nó chui vô ha. Đó, anh em hút thôi. Rồi để mình hút xong sẽ rồi anh em mình review lại cho anh em xem ha. Anh em thì đây là cái hồ Atomia của mình, sau khi mà mình hút phân cặn xong ha, thì tương đối nó sạch sẽ luôn. Thì mình quay một vòng cho anh em xem này, chỉ thấy Atomia không ha, nước cũng trong ha, rất là nhiều. Đó, anh em thấy không, Atomia nhìn là bao phê luôn. Thì cái hồ này theo mình ước tính thì nó đạt tỷ lệ khoảng tầm 80% lúc mình nuôi hai muỗng sữa chua nha anh em, hai muỗng sữa chua. Thì hiện tại có nhiều con ôm trứng rồi, rất là nhiều con đang ôm trứng rồi. Đó. Anh em nếu mà có thắc mắc những câu hỏi nào thì cứ để dưới comment ha, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em, cách cho anh em nuôi Atomia thành công. Thì sắp tới đây mình sẽ là làm những clip để mà mình cải thiện cách nuôi Atomia, làm sao mà cho nó đạt hiệu quả cao, tỷ lệ sống tốt và nước nó trong. Đó, như mình ha. Đó, như mình là thấy ổn là ổn thôi nè. Thì khoảng tầm 10-12 ngày đầu á, thì cái phân cặn đó em, nó bao trùm hết luôn cái hồ, bao trùm hết cái hồ, mà cái hồ nó nghe hơi mùi tanh tanh ha. Rồi sau khoảng gần ngày 15 cho đi, 16 cho đi, con Atomia to rồi đó em, là mình ngưng cho ăn á, là bắt đầu nó dọn phân, không biết là mình dọn phân hay là vi sinh, không biết, mình không biết cái vấn đề đó ha. Nó gom lại một cục, nó gom lại một cục thôi, bữa nó loan hết luôn, nhưng mà bây giờ nó gom lại đây cục thì mình hút cái cặn là xong. Đó, rất đơn giản luôn. Thì hôm nay mình muốn làm cái clip này, mình chia sẻ cho anh em là cách chúng ta làm sao. Thì lúc trước mình cũng có nói rất là nhiều rồi. Đó, anh em có thể xem lại những clip cũ hoặc là những cái danh sách phát của mình đó. Cách nuôi Atomia sinh khối để làm sao cho đạt, đó là những ngày mấy tháng trước thôi, nhưng mà mình nuôi thì cũng Atomia lâu rồi, nhưng bây giờ mình cũng cải thiện lại được một ít rồi nè. Cải thiện làm một ít để làm sao cho nuôi nó thấy nó ok, nó ổn hơn, nuôi nó ổn hơn, kiểu là giống như là cải thiện thêm nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ là chia sẻ cho anh em clip hôm nay mình chia sẻ cho anh em là cái bí quyết chia sẻ lại thôi nha, chia sẻ lại những bí quyết là chúng ta cần những gì để mà nuôi đạt được tỷ lệ Atomia thành công như vậy ha. Bí quyết mà để mà nuôi con Atomia sinh khối để mà thành công em, thì mình
có ba bước nói chung là quan trọng ha. Cái thứ nhất đó là mình cách mình chọn trứng Artemia. Anh em có thể chọn trứng Mỹ hoặc là Vĩnh Châu ha. Tốt nhất đó chúng ta nên nuôi loại đó. Nhất là những anh em mới tập chơi thì tốt nhất chúng ta nên là nuôi Mỹ Vĩnh Châu ha. Không nên nuôi, mình khuyên luôn, không nên nuôi là loại Trung Quốc. Đó, lông xanh lông đỏ. Riêng mình nuôi đã lông xanh lông quốc rồi, hiện tại thì đã tập rất là nhiều luôn. Đậu vẫn đậu nhưng mà tập cũng rất là nhiều ha. Đó, mình chỉ là khuyên anh em những anh em mới tập chơi nên là nuôi là Vĩnh Châu hoặc Mỹ. Đó. Còn anh em nuôi lâu rồi thì anh em có thể là nuôi Trung Quốc, nhưng mà theo mình Trung Quốc thì tỷ lệ nó ngủm cũng rất là nhiều luôn đó. Anh em nuôi một lần đã cực thì anh em nuôi cho nhiều chút xíu, nó giống như loại mình nuôi Mỹ đó hoặc Vĩnh Châu đó, thế nó nhiều luôn. Rồi đây ba bước mà để mình bay qua đợi xíu anh em. Rồi ba bước mà quan trọng để nuôi Artemia sinh khối ha. Thứ nhất là mình chọn trứng rồi. Thứ hai đó là mình xử lý nước. Đó là xử lý nước làm sao cho nó ổn định, nuôi Artemia nó sống tốt và khỏe ha. Thì nước á thì anh em độ pH nó rơi tầm khoảng 8 chấm trở lên nè. Như cái hồ Artemia mình đang nuôi đây nè. Nó khoảng tầm 8 chấm rưỡi 9 chấm. Hồi nãy mình cũng có test sơ qua bằng cái độ test pH này nè. Đây. Màu xanh ha. Xanh luôn này. Nó rơi khoảng 8 chấm rưỡi 9 chấm. Đây. Cái bảng mà để test. Đây, là nó rơi khoảng tầm 8 chấm rưỡi nè. 8 rưỡi 9 chấm này. Đó. Mà cái này đọc ngược hơi khó quá nè đó. Rồi cái thứ hai nữa là muối, thì anh em pha thể tỷ lệ như thế nào là hợp lý. Thì nhiều anh em thì nói 20 lít nước trên 1 kg muối đó. Còn riêng mình thì lúc nào mình cũng muốn cho hơn nữa nè, thêm chút xíu, mặn chút không sao nha, nhạt chút không sao mà mặn chút không sao. Nếu mà Artemia nó theo mình thì mình bỏ 1 kg 2 trên là 20 lít nước, để sau này ví dụ như mình có như là mình cho thức ăn cho con Artemia thì mình lấy nước ngoài á, mình trộn để cho cám nó mềm á nè, cám mình mềm xong mình rọc cái vệt nano mình đổ trực tiếp vô, mình không phải cái nước đó là không phải nước muối, không có pha thêm muối gì đó, chúng ta đổ trực tiếp vào đó. Rồi cái phần muối mà dạng như là sau này nó bị bốc hơi hay là gì đó, hoặc là mình có hút cặn á, mình cũng không cần châm luôn. Mình có thể là cho thêm một ít, cứ mỗi lần ăn con Artemia ăn cho thêm xíu nước đó, nó cũng đầy lại cái phần, bù trừ lại cái phần bốc hơi của cái nước rồi. Rồi đó là đó phần là nước, rồi xử lý nước ha. Với lại thì anh em nếu có san hô, anh em nên là bỏ một cái san hô để cho nó tăng cái độ pH nha. Tại vì cái nước mà mình nước giếng hay nước máy mà mình hay đổ ra, hoặc nó mưa đó mình đổ ra ngoài cái hồ mình ngâm muối này kia thì cái độ pH nó rơi khoảng tầm 5 chấm thôi, 5.5 chấm gần 6 chấm chứ không, thì nó không cao ha. Anh em nên bỏ một cái san hô vào rồi, cho nó tăng độ pH. Rồi cái thứ ba đó là cái quan cực kỳ quan trọng, đó là cách chúng ta cho ăn, ăn thế nào là nó hợp lý. Thì như mình đó nè, thì mình sử dụng bằng nguồn sữa chua này, đó. Thì sau một ngày ấp Artemia là mình ấp theo bằng cái công người ấp, thì cách nuôi Artemia thì anh em có thể xem lại cái danh sách phát của mình đó. Là mình ấp xong, sau khi mà ấp xong mình thả vô hồ khoảng tầm 20 tiếng trở đi đó, mình bắt đầu mình cho ăn. Đó, mình trong đó clip đó mình có nói rõ rất nhiều luôn, anh em có thể tham khảo lại cái danh sách phát của mình ha. Đó. Thì 3 ngày đầu tiên á, mình cho ăn thường thường là chỉ có nửa muỗng sữa chua thôi, nước nó hơi đục, nó không có dạng như là bị đục lắm, hơi đục thôi. Nửa muỗng sữa chua nha, đây nửa muỗng sữa chua cắm Tomboy hoặc là những tảo bột cũng được, cái gì anh em có thì anh em cứ cho thôi. Như mình hiện tại mình không có tảo bột, không có gì cắm Tomboy thì anh em có thể cho nước vo gạo, nước vào vo gạo cũng được nha, nhưng nước vo gạo là anh em hãy để nó lóng cặn. Đó, lóng cặn xong là anh em bỏ vô cái một ít thôi, anh em rưới đều cái hồ, nó hơi đổi màu một xíu em nhâm ngưng thôi ha. Đó là nước vo gạo hoặc là cái gì ta, nói chung cám gì cũng được, miễn sao nó có độ đạm là được. Artemia nuôi không có khó đâu này. Đó, như mình hiện tại đây mình đang nuôi cái loại cám Tomboy đó,
cám thơm bò này. Hột to luôn nhé, hột nhỏ đâu. Đó là nếu hột to thì mình ngâm. Mình ngâm cho nó mềm rồi mình rồi lọc qua bột nano. Tất cả mọi thứ đều lọc qua bột nano nha. 3 ngày đầu thì cho nửa muỗng sữa chua. Rồi sau này, những ngày sau này thì anh em thấy cái nước nó trong mau á, kiểu là giống như là mới đổ hôm nay nhưng mà nó trong lại á, thì anh em tiếp tục, anh em tăng liều lượng lên. Tăng liều lượng lên thì bắt đầu là hơn nửa muỗng sữa chua, hoặc là cho một muỗng. Cho một muỗng khi nào mà ăn, khi nào mà Atomy nó nước nó trong lại hoàn toàn á, thì anh em bắt đầu anh em ngưng. Ai quay lục. Anh em cho anh lần tiếp theo. Đó, trong nước lại hoàn toàn cho anh lần tiếp theo. Thì qua ngày khoảng tầm ngày 10, 12 đã đi, bắt đầu lúc Atomy nó ăn rất là nhiều nè. Có thể anh em có thể là cho ăn một bữa, một ngày một bữa thôi. Sáng lên ra một muỗng sữa chua, là đến là tối nó về là anh em là thấy nước trong lại, nên anh em tiếp tục cho ăn muỗng sữa chua nữa. Rồi qua tầm khoảng ngày 45 là bắt đầu ăn rất là nhiều. Đó, như cái hồ của mình nữa nè. Để mình quay cho anh hồi anh em xem hồ của mình nữa nè. Thì hiện tại là một buổi sáng mình cho ăn bây giờ đó, với cái số lượng Atomin đông dài vậy đó, nó ăn rất là nhanh luôn. Một buổi mình có thể ăn, cho mình cho ăn một muỗng rưỡi, đến chiều là mình phải cho ăn thêm một muỗng nữa. Đó, bắt đầu cái bây giờ là cái độ tuổi nó, cái độ mà nó phát triển nó rất là lớn. Ở trong này thì con nhỏ con lớn đều có nha, chứ không phải là nó đều phải là con nào cũng to đâu. Tại vì anh em biết mà, nếu mình mua số lượng lớn đông thì nó sẽ phát sinh là con nhỏ con to với môi trường dày vậy ha. Đó thì đó là hôm nay là mình muốn là chia sẻ cho anh em ba cách để chúng ta nuôi con Atomia làm sao nó ok. Anh em có thể là tham khảo lại cái danh sách phát của mình là làm sao để nuôi Atomia sinh khối nó thành công ha. Nếu anh em có thắc mắc bất kỳ câu hỏi nào thì có để lại dưới comment, mình sẽ trả lời rất là nhanh anh em nha. Ở đây thì mình làm kênh YouTube này chẳng qua là để mình chia sẻ cho anh em. Chia sẻ cho anh em là bí quyết làm sao cho anh em nuôi cái Atomia, chứ không phải là mình làm kênh YouTube này là anh em cứ nghĩ làm này kia ha. Như là mua bán này kia, thật chất là nếu mình mua bán thì mình chỉ có bán cá thôi nè. Thì anh em bây giờ anh em nếu có thắc mắc bất kỳ câu hỏi nào thì cứ comment cho mình ha. Còn nếu mà thời gian rảnh, nếu mà mình rảnh ở mình làm thì từ thứ ba đến chủ nhật, thứ hai mình nghỉ. Nếu anh em nào mà ở gần chỗ mình á, nó nằm ở khu công nghiệp Tân Bình ha, khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ở Tân Phú á, anh em cứ inbox cho mình có thể là trao qua đây gặp nhau rồi mình trao đổi kinh nghiệm, anh em muốn học hỏi ha. Đó, giống như là cũng có nhiều bạn có nhiều cách nuôi rất là hay, đó là cách của đây là cách riêng của mình muốn chia sẻ cho anh em ha. Rồi, xin chào và tạm biệt anh em ha. Nếu anh em thấy hay thì để cho lại cho mình một like ha, cũng như là chia sẻ cho nhiều bạn biết đến để mà chúng ta là phát triển được cái công nghiệp mà dạng như nuôi Atomia, mà sau này cho mình giống kiểu là tự quản về cái nguồn thức ăn cho cá. Rồi ok, xin chào tạm biệt anh em.